Xin chào, tôi là Phạm Hồng Hà, Giám đốc Quản lý vùng Duyên Hải, kiêm trưởng ban quản lý tại khu chung cư Green Bay Premium, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh do Asahi Japan đang quản lý vận hành. Nắm giữ đồng thời hai vị trí công việc, nhiệm vụ của tôi là vừa quản lý vận hành tốt các hoạt động của tòa nhà Green Bay Premium trong vai trò trưởng ban quản lý, vừa chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, điều phối nhân sự của Asahi Japan tại khu vực Duyên Hải, gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Đối với nghề quản lý vận hành, để công việc diễn ra nhịp nhàng, cần nhất là sự phối hợp trơn tru của các bộ phận, gồm an ninh, vệ sinh, kỹ thuật và chăm sóc khách hàng. Trong ngày, tôi dành phần lớn thời gian để kiểm soát chất lượng và hiệu suất công việc của các nhân viên, các bộ phận, các nhà thầu. Sau đó, kiểm tra các kế hoạch bảo trì, các yêu cầu sửa chữa từ khách hàng, hướng dẫn nhân viên chăm sóc khách hàng và phản hồi yêu cầu, phản ánh của cư dân trên ứng dụng tương tác cư dân Asahi Care. Vào những dịp lễ hội, các ngày đặc biệt trong năm thì chúng tôi sẽ lên các kế hoạch trang trí, tổ chức sự kiện, hoạt động cộng đồng cho cư dân tại dự án. Đảm bảo mọi hoạt động của tòa nhà được quản lý theo tiêu chuẩn Nhật Bản của Asahi Japan. Công việc quản lý vận hành vẫn được nhiều người ví như làm dâu trăm họ, bởi tính chất nghề nghiệp rất cần tới sự tỉ mỉ, chi tiết và luôn đặt chúng tôi trong tư thế sẵn sàng phục vụ. Vì thế, mỗi cá nhân trong đội ngũ ban quản lý phải phối hợp chặt chẽ với nhau, điện thoại phải luôn mở 24/24 để hỗ trợ khách hàng khi cần thiết và xử lý mọi tình huống phát sinh nhanh nhất. Đối với tôi, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi người quản lý phải có tâm huyết với nghề, luôn cập nhật các quy định của nhà nước liên quan đến nghề quản lý vận hành tòa nhà, nắm vững quy trình, chi tiết của tòa nhà, đặc biệt là phải có kỹ năng mềm trong giao tiếp, giải quyết tình huống. Nghề này đòi hỏi chúng tôi vừa là nhà ngoại giao, vừa là quan tòa, rồi đôi lúc kiêm luôn cảnh sát, thậm chí đôi khi còn trở thành nạn nhân của những hiểu nhầm không đáng có. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận mọi việc một cách tích cực, bình tĩnh, giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, thì tôi nghĩ rằng không có khó khăn nào không thể hóa giải, không có nút thắt nào không thể tháo gỡ. Dù rất bận rộn, tuy nhiên, nghề quản lý tòa nhà mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm quý giá trong cuộc sống hạnh phúc vì những vất vả, những cống hiến túc trực ngày đêm của mình. Của đội ngũ quản lý vận hành được cư dân, ban quản trị và các chủ đầu tư và ban lãnh đạo công ty ghi nhận. Nó đúng với một câu nói mà tôi rất tâm đắc, đó là làm công việc mình thích thì cả đời bạn không phải làm việc ngày nào. Gắn bó với Asahi Japan gần 2 năm, điều khiến tôi cảm thấy thích nhất là khi làm việc ở đây, đó chính là luôn có sự đồng hành hỗ trợ từ phía công ty. Asahi Japan xây dựng đầy đủ các bộ phận chuyên môn để hỗ trợ các ban quản lý dự án từ kỹ thuật, tài chính, pháp lý, marketing, cũng như là các công tác về chăm sóc khách hàng. Các chương trình đào tạo về văn hóa, các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ rất bài bản nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành tòa nhà. Bên cạnh đó thì Asahi Japan cũng xây dựng lộ trình phát triển công việc rõ ràng, giúp tôi tạo những bước tiến mới trong công việc và là động lực để gắn bó lâu dài với công ty.